Nó được em rồi. Em ơi nóng quá, hay là mình đi tắm suối đi. Xuống hình dốc thế nào?
làm pháo. Chị em ở đâu? Đưa chị đi xem nào. Sao em lại đi ra? Có bị làm sao không? Sao em lại đi ra đây tắm thế này? Em có biết bơi đâu mà. Ra đây. Có người lớn em không được đi tắm suối một mình này nhá. Em đi về đi. Đi. Cô nhé. Vâng. Có. Thế tí cô về xong cô mình bảo cô thay áo cho mình nhé. Chờ cô về đã.
làm gì? À, hai đứa làm gì đấy? Tóc tai sao lại ướt hết thế này? Quần áo nữa, đi đâu về? Ai cho đi tắm? Cô thay quần áo nào. Chị ốm thì sao? May hôm qua họ còn cho mấy bộ quần áo đấy, không là không có quần áo mặc đâu đấy. Rồi. Đưa hết rồi đây này. Nào chị đứng dậy. Cởi áo ra đi. Các con ngồi đây nhá. Còn đói không? Con đi pha mì tôm cho các con ăn nhá. Các con ngồi đây nhá. Tôm đến rồi. Nào, mọi người xong cho các con. Thật nóng nhé. Thật nóng nhé. Con đây. Lần sau cũng đi như thế nữa nhé. Con đi nhé. Cô đi ra đây một tí nhé. Xong chưa? Dạ. Cô dọn nhé. Con có buồn ngủ không? Đi ngủ đi nhé. Hai con ngủ đi nhé. Ôm nằm.